Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại thị trấn Ba Chi, đến đây để ghi hình đang bán bò dùm cho anh khách hàng ở đây. Và bây giờ em đang trên đường đi ra sau vườn nhà anh, ra cái chuồng bò để em ghi hình đang bán bò. Nói chung là cái công việc của em thì suốt ngày chỉ viết bò với bò thôi. Mình mẩy thì đồ đạc thì lúc nào cũng hôi mùi bò, nên đôi khi cũng ngại tiếp xúc với một số cô chú anh chị và các bạn. Thì bây giờ mình đi theo chân em ha, ra ngoài đây coi ca chuồng bò của anh, coi anh bán bò gì và giá cả như thế nào. Đây rồi, mình ra coi cái anh bán bò gì nha cô chú anh chị các bạn. Thì rốt cuộc thì em cũng đã đến đây và thấy được hình ảnh của hai con bò. Đây quý cô chú anh chị và các bạn có thể thấy trực tiếp trên cái video của em là hình ảnh của hai con bò Pháp Kem này. Thì nói chung là cái tàn sát của nó phải gọi là rất là lớn luôn ha. Phải gọi là rất là lớn luôn chứ không phải là mình nói là lớn nữa. Thì bây giờ em sẽ cập nhật ngay và liền cái hình ảnh của đôi bò này. Và mong là quý cô chú anh chị và các bạn ta nhắm xem. Nếu mà cảm thấy thích muốn mua thì cứ liên hệ ngay và liền với em để chúng ta có thể mua được đôi bò này, mua về nuôi phát triển kinh tế nha. Bò này thì phải gọi là một con bò phải gọi cực kỳ là lớn. Đây cô chú anh chị và các bạn nhìn trên cái video thì chúng ta có thể thấy được cái dốc dáng của con bò này phải gọi là nó cực kỳ là lớn luôn. Con này chiều cao nó dao động tầm khoảng từ 1m45 cho tới 1m50, với một cái khung tàn vạn vỡ ha, rất là to, rất là dài. Rúng ếm thì thôi khỏi nói rồi, con này thuộc về con bò độ. Này thuộc về cái dòng kem Pháp độ nha cô chú anh chị các bạn. Độ là như thế nào mà em phải sử dụng cái từ độ? Độ có nghĩa là trên cả tuyệt vời ha. Độ có nghĩa là trên cả tàn nhất. À, tàn nhất có nghĩa là tàn lớn rồi, số 1 rồi. Nhưng mà con này có thể trên cả số 1 đó nữa. Có nghĩa là con bò này rất là lớn luôn. Bà con cô bác anh chị chúng ta có thể thấy trực tiếp qua cái video là con này chiều cao nó dao động tầm khoảng từ 1m45 cho tới 1m50. Con này sái mặt, sái lưng hoàn toàn nghiêm chỉnh, lưng dai lực, xương sóc, chân móng rất là đẹp luôn. Đây mình có thể thấy được cái chân móng trước của nó. Dàn dậu là lạch phệt, rúng nè. Rúng nè, rúng này chắc khoảng 4 phân rúng. Nè, thấy không? Chân móng sau rất là kịch cộm luôn. Nói đến con bò mà có cái tàn, khung tàn lớn như thế này, đứng bích cái màn hình này luôn thì chắc có lẽ là bà con, cô bác, anh chị cũng phải có thể biết được cái giá trị của nó ha. Mình nhìn cái khung tàn, cái đòn dài của nó đi. Cái đòn thì cực kỳ là dài ha, lớn tàn. Con này nó muốn đứng tới cổ em luôn cô chú anh chị và các bạn. Đó, con này thuộc về con kem Pháp xám nha. Con phè cam phê kem Pháp xám này là con của con bò Rathman ha, Bosin. Đây cũng là con của Bosin đây. Cô chú anh chị và bạn thể thấy ha, con này thuộc về cái dòng bò kem Pháp nữa nè. Rúng này của con này thì nó truyền từ vú lên ha. Con này rúng cũng hơi đẹp á, chân móng vẫn là móng sò. Con này thì thuộc về dòng kem Pháp tàn lớn nè. Con này vô tàn sát nhất, nhưng mà con bên kia lại càng lớn hơn. Con này thì tháng thai của nó là thuộc về cái dòng kem Pháp tơ, hiện đang mang thai lứa đầu. Thì con này đang mang thai 6 tháng, hơn 6 tháng ha. Con này đang bao chữa hơn 6 tháng nè. Con này thì nói chung là lưng dai thì lực rồi, rất là đẹp nè, lưng dai lực rất là đẹp luôn. Con này thì đang bao chữa hơn 6 tháng, chân móng thì khỏi chê rồi. Chân móng ở đây là móng sò. Đó, mình nhìn cái khoảng cách giữa chân này qua chân kia thì mình biết con bò này nó lực như thế nào rồi ha. Lưng dai lực, đùi đít khỏi chê, thùng lớn nha. Con này thì đang có giá bán là 37 triệu. 37 triệu rất là tốt luôn. Cặp bò này phải gọi là cực kỳ là tốt. Chân móng xương sóc, chân thì trụ thẳng ha. Đùi đít khỏi chê, tướng tá khỏi chê ha. Dai lực xuống vú rồi của chú anh chị bạn. Con này xuống vú nè. Con này 5 cái vú luôn nha. Đó, con này tới 5 cái vú lận cô chú anh chị bạn thấy không? 5 cái vú. Đây, một cái vú đeo. Rồi 4 cái vú bự còn lại đều. Qua thì bự ha, xương chậu rộng, rất thích hợp để cho bà con cô bác anh chị chúng ta nuôi sinh sản. Kế bên đây là một con bò phải gọi là trên cả tàn nhất. Đó, nó cao hơn con này rất là nhiều. À, con này đã sát nhất rồi nè. Mà cái xác của con này còn bự hơn nữa thì cô chú anh chị và bạn biết rồi.
cái tàn sát của con này nói đúng ra thì cái giá trị của nó thì chắc có lẽ là cô chú anh chị và các bạn cũng biết. Nó con này giá 44 triệu cô chú anh chị các bạn. 44 triệu. Hai con số phải gọi là rất là ok. 44 triệu nhưng mà số 4 thì nó không được đẹp cho lắm. Giá trị của con bò này nói đúng ra theo em là em phải kêu 45 triệu, nó thiệt. Bò tàn sát lớn dữ lắm. Cô chú anh chị các bạn coi nè. Đâu em trai? Coi là em đi lại gần con bò em đứng mà bà con cô bác anh chị thấy con bò nó muốn khuất em luôn. Nó thiệt con bò này bự dữ lắm. Con bò này ha, ai mà chê nó nhỏ em nói thiệt là em tặng luôn con bò. Em hoài ngồi ở có bán giá đó đó. Hả? Em qua bên kia kìa. Đây cũng được nè. Ông đi vô rồi. Em hoài họ không nghe, ông không có bán giá này. Đây con sợ hớ. Cô chú anh chị bạn thấy con bò. Thấy con bò so với em không? Tôi đang đứng đây đó ông nội ơi, ông đái đi. Ờ con bò có rất là to luôn. Cô chú anh chị bạn thấy không? Không còn chỗ nào để chê được con bò. Con bò này chiều cao dao động chắc tầm khoảng gần 1,5 m bò. Còn con này thì kế bên này cô chú anh chị bạn cũng biết. Cô chú anh chị bạn coi nè. Cô chú anh chị bạn thấy không? Bò này vô khung tàn sát nhất. Đó, chiều cao dao động tầm khoảng từ 1,35 m bò có hơn. Từ khoảng 1,35 m bò có hơn, đúng không? Mà con này thì nó còn trên cả sát nhất nữa. Thì không còn cái gì để lấy hết khung hình này để anh về làm thùm. Lấy hết cái khung hình này về để anh làm thùm. Thấy không? Thấy rõ ràng không? Rất là đẹp cô chú anh chị các bạn. Không thể nào tưởng tượng nổi khi mà con bò này nếu như mà nếu là em nha, em kêu con bò này 45 triệu. Em nói thiệt, ảnh đi vô rồi, chủ nhà thì đi vô rồi. Nhưng mà theo em á, là con bò này theo ý em bán là phải 45 triệu. Chứ 44 triệu là chưa vừa bụng em. Nhưng mà anh em chỉ bán giùm thôi. Nên chủ nhà kêu hả? 43 hay 44? Nãy anh tính kêu ổng là 45 nhưng mà thôi, ảnh kêu 44 triệu thì bán giùm cho anh 44 triệu. Quá trời con bò, anh nói thiệt con bò này cưng biết bao nhiêu thịt trên đây không mà rẻ. Mình nhìn bò mình phải biết được con bò này giá trị bao nhiêu tiền. Tại vì mình tính cân hơi con bò này, bò cô chú anh chị các bạn, con bò này phải trên 500 cân hơi rồi. Đó chứ phải là em vô là em nói khùng nó điên đâu mà. Nhân ra cân hơi thử coi. Nhiều ký tính cho nó 90 ký, 90 ngàn ký hơi ra nhiêu tiền rồi? 45. Đó, 95-45. Đúng không? Bò này phải trên 500 cân hơi. Mà bây giờ mình tính 90 ngàn một ký thôi, ra bao nhiêu cân hơi, bao nhiêu tiền rồi. Em nói thiệt, con bò em vô em nhìn thấy là em biết cái giá trị mà nó đã mang thai nữa, cô chú anh chị các bạn. Đó, cô chú anh chị các bạn coi đi. Em không bao giờ em nói tầm bậy. Đã mình là một cái người đi làm chương trình, ví dụ như con bò bên đây nè, con bò bên đây nè, em nói cô chú anh chị các bạn, nó là dao động tầm khoảng từ 370 ký hơi á. Đó, em đoán thôi nha. Nó mình nhân 90 ngàn hoặc là 95 ngàn ký đi. Nó tính nó là bò giống luôn á. Là bao nhiêu tiền chứ đợi mình đừng có nói, nhiều khi mình không biết cái mình nói ôi trời con bò này 45 triệu, mắc quá không mua. Nhưng mà thực sự mình phải biết được giá trị của nó, mình coi xương sóc của nó nè. Cô chú anh chị bạn coi dàn xương của nó chứ cái chân của em. Em không phải là em vô cái chương trình này mà để mà em đi nói em nói này nói kia, nhưng mà mình coi thật sự con bò rất là tốt luôn. Bò này quá trời là nó bự mà. Anh chủ nhà thì nói chung ảnh vô rồi. Con bò này, nhìn thấy khung tàn phá không? Không chê được ở chỗ nào cả. Lưng dai nè, rúng nè, xuống vú nè, chân móng rất là kịch cọm. Con này giá 37 triệu, bao chữa hơn 6 tháng, còn con kia bao chữa hơn 5 tháng. Nó cặp bò này xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Bà con cô bác nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em số điện thoại em để chung hình. Và bây giờ em xin đo thử chiều cao của hai bò này và cập nhật cho bà con cô bác anh chị về cái chiều cao để mình nhắm mình coi con bò này chiều cao tầm nào mình coi mình mua được không ha. Nếu mà cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em. Bò này chiều cao 1m45 tại phía sau sân khu là 1m45 của chú anh chị bạn. Còn con kế bên đây thì để nó chưa thấy cái thước. Con này chiều cao 1m36. Con bên kia chiều cao 1m36 và giá bán của nó thì cũng chú anh chị các bạn nãy giờ cũng đã cập nhật được rồi ha. Em thì đến đây chủ yếu là muốn bán bò giùm cho khách hàng thôi.
Còn bò thì giá của người ta, cái chỗ anh chủ bò anh bán được giá nào thì anh lấy giá đó, em thì không có lấy tiền của anh đó. Thì bà con cô bác là cảm thấy thích cái chương trình của em thì hãy đừng quên ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể theo dõi những video tiếp theo từ kênh của em. Và bây giờ em xin nói lời chào và gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp. Thân ái kính chào.